Con ơi, con đang chơi cái gì đấy con? Ruby ơi, Ruby đang chơi cái gì đấy? Hả? Con đang chơi cái gì đấy? Ruby ơi, con đang chơi cái gì đấy? Hả? Con đang chơi cái gì đấy? Chơi cái gì? Chơi cái gì vậy? Con chơi cái đấy à? Con thử nói đi mẹ nghe xem nào. Bạn này mới có 7 tháng 7 tháng 15 ngày. Bạn này chưa biết nói đâu. Mình chỉ hỏi thế thôi nha. Ruby ơi, Ruby, mẹ đây cơ mà. Quay đây với mẹ nào. Làm sao con giới thiệu sản phẩm à? Quay đây với mẹ xem nào. Ruby ơi. Nào con ơi, không ngậm đâu nhá. Không ngậm tăm đâu nhá. Cười cái gì đấy? Cười cái gì mà nhạt nhẽo vậy con? Ruby ơi. Hôm nay mẹ bạn ấy bị cúm chục ngày rồi nên giọng hơi khàn một tí các mọi người ạ. Các bạn ạ, hôm nay mẹ mình vẫn còn bị khàn giọng, mẹ mình vẫn còn ho. Mẹ mình vẫn bị mất tiếng, mẹ mình chưa nói được tiếng trong trẻo nhà, đúng không? Đúng không con? Ruby của mẹ ơi, Ruby của mẹ ơi, Ruby của mẹ ơi. Con nói chuyện gì đây? Bạn ấy 7 tháng 15 ngày, bạn ấy đã biết đúng vị rồi này, bạn ấy nghịch lắm cơ. Đấy, đây là gối của bạn này, gối con mèo này. Gối này cao su hơn 200 nghìn mua ở Vinmart này. Bộ dùng cũng khá là ok, rất là thích nha. Nhưng thỉnh thoảng bạn ấy mới gối đầu thôi, gần mẹ bạn ấy toàn cho nằm không. Tự ngã à bạn ơi, bạn dậy đi nào. Bạn dậy đi nào, con mèo đâu, con chỉ con mèo đâu nhỉ? Con nhìn con mèo mẹ xem nào, mèo mèo đâu? Mèo mèo đâu? Con nhìn con meo meo mẹ xem nào. Meo meo. Meo meo đi, con gọi meo meo đi. Meo meo. Meo meo. Nhà bạn ấy cũng không có nhiều mũi đâu, chỉ có vài con thôi chứ mà. Tại vì là cách đây 2 tháng bạn ấy bị sốt xuất huyết. Thế là mẹ bạn mới đầu tư quả màn. Rồi là trước khi đi ngủ thì gỡ dỡ màn ra, màn chụp mà, đây là màn chụp mà, để chụp cho bạn ấy nè, cho cả nhà luôn. Ôi, đưa đây cho mẹ nào. Đấy, con chỉ được nghịch những cái đấy thôi. Đấy, đồ đạc trên giường cũng phải có trên giường để cho bạn ấy nghịch. Bạn này bạn nghịch lắm, bạn nghịch cực kỳ luôn ấy. Còn cái điều khiển K cộng của bố bạn ấy, không hiểu bạn ấy nghịch bạn để chỗ nào mà giờ tìm quanh à không thấy đâu. Bực chặt ấy. Đấy, khăn để tí nữa mà ngủ bạn ấy ti là phải lau đầu bởi vì mồ hôi nhiều lắm. Đấy, bạn ấy cứ chơi này, thỉnh thoảng rất là ngoan, thỉnh thoảng nhiễu lắm. Ruby ơi, Ruby của mẹ ơi, ơi Ruby của mẹ ơi. Mình hay trêu bạn ấy lắm này, mình hay trêu bạn ấy lắm các bạn ạ. À.
các bạn mẹ các bạn có trêu các bạn nhiều như mẹ mình không? Mẹ mình suốt ngày trêu mình này, lúc mình rất là cáu này. Con đang làm gì để con? Con đang ăn cái gì đây? Ruby ơi. Thôi bye bye các bạn nhá. Mẹ bạn đi xếp hàng đây.